cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà sắc chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhãn xứ chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Nhĩ tí thể thân ý xứ cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà sắc xứ chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà nhãn giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà nhĩ giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà tỷ giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà thiệt giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra Cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn Chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì Mà thân giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn Chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng Xúc giới, thân thức giới và thân xúc Cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ý giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà địa giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng thủy Hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà vô minh chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than khổ, yêu não, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà bố thí ba la mật đa chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng